Như vậy là sau khi có các động thái quyết liệt, sát sao nhằm ổn định lại thị trường bất động sản, mới đây, Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 33 về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững, trong đó nhấn mạnh đến 3 nội dung. Tiến hành tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đặc biệt là về thể chế, tổ chức thực hiện và nguồn vốn cho thị trường bất động sản, tập trung cao cho các dự án đang triển khai để sớm hoàn thành, tạo nguồn cung cho thị trường. Đồng thời, tiến hành tháo gỡ khó khăn về các nguồn vốn tín dụng, trái phiếu, quỹ đầu tư, khơi thông dòng vốn cho thị trường bất động sản. Thứ hai, điều chỉnh cơ cấu sản phẩm thị trường bất động sản hợp lý hơn, chú trọng phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, nhà ở phù hợp với thu nhập của người dân, trong đó đẩy mạnh phê duyệt quy hoạch, chấp nhận chủ trương đầu tư, lựa chọn chủ đầu tư và kịp thời giải quyết các thủ tục về đất đai, xây dựng của các dự án bất động sản để tăng nguồn cung cho thị trường. Phấn đấu đến năm 2030 hoàn thành ít nhất khoảng 1 triệu căn nhà ở xã hội. Thứ ba, thường xuyên theo dõi, giám sát có hiệu quả tình hình thị trường để kịp thời có biện pháp giải pháp phù hợp nhằm ngăn chặn thị trường phát triển nóng hoặc đóng băng, tình trạng tung tin đồn thổi, đầu cơ thổi giá, bất động sản lên cao để trục lợi, mất cân đối cung cầu và đảm bảo vận hành lành mạnh theo cơ chế thị trường.